À, rất là dễ thương, công việc trao đổi làm việc rất là chân tình. Quý vị mà muốn mua xe như Tùng á thì đến công ty Pháp Anh, ở đây mấy anh em làm bằng cái tâm. Chúc anh là coi như là chạy xe tốt và đi bền. Con dán từ phía trước ra phía sau, không chê vào đâu được. Trần thì được bọc lên là 5D, có cửa sổ trời đầy đủ luôn anh chị ha. Đề nổ Sita Top, chìa khóa mắt cây, màn hình nghe nhạc giải trí đầy đủ hết. Đời 2018, bản cao 2.0, có là cửa nóc nè, số tự động nè, màn hình nè, cam gie, cam hành trình nè, lấy số tay vô lăng nè, đề nổ Sita Top nè, sạc không dây, dạy đèn phía sau rất là ấn tượng luôn. Chào cô chú anh chị ha, tiếp tục lại là em đây, cũng như mọi ngày thôi, cứ là sáng sớm thì đi dạo một vòng và thứ hai là tìm những xe nào đó, đó quay lên cho cô chú anh chị mình cùng xem. Và hôm nay chẳng tiện đây thì có một cái chiếc xe hôm nay là chính thức đã bàn giao, biển số 51 luôn ha, anh khách này là thành phố Hồ Chí Minh, anh mua chiếc xe Mazda, phải nói là form dáng rất là đẹp, không chê vào đâu được, này màu đỏ nữa, này. Bây giờ nếu mà cái số điện thoại ở đây đi. Dạ, công nghệ nó lúc nào nó cũng vậy. Phải hiểu với cái này, những cái này phải mò. Cứ từ từ mình mò thì nó ok. Cái này nó là chia sẻ wifi anh. Còn nếu mình kết nối bluetooth nữa là mình... Ở đây là công ty ô tô Pháp Anh. Dạ. Rất là dễ thương. Nói chung là công việc trao đổi làm việc là rất là chân tình. Muốn quý vị mà muốn mua xe như Tùng á thì đến công ty Pháp Anh, ở đây mấy anh em coi như là làm bằng cái tâm, ở bên kia là có thờ Đức Phật bà Quan Âm, cho nên mọi việc là được sự giúp đỡ, cho nên ngày hôm nay Tùng được bấm số 9 này, nút nữa, bấm là 9 nút luôn, cho nên là ngày hôm nay Tùng được nhận xe lấy về, sự hỗ trợ của anh em, tôi chỉ biết là chúc anh em là công việc làm ăn lúc nào cũng phát tài, phát đạt và có cái tâm giúp mọi người giống như giúp Tùng vậy đó nha. Em cũng xin cảm ơn công ty, cảm ơn anh rất là nhiều, coi như tin tưởng và ủng hộ bên em. Và chúc anh là coi như là chạy xe tốt và đi bền. Rồi, anh em mà ví dụ bên này mà làm đau răng với cả cái tế Tùng, các cái cà vẹt thì mà giới thiệu sơ là làm răng là khúc nào để biết đâu là những anh chị ở Sài Gòn này có. Nói chung là về cũng hưu rồi. Thì bây giờ là có nha khoa là Khang Phú, ở đường kênh Tân Quá, quận Tân Phú, gần bệnh viện Tân Phú luôn. Vậy là chắc bữa nào chắc em cũng phải ghé một lần. Rồi cái ghé mình bảo hành răng, rồi còn bạn bảo hành xe mình. Dạ ok, dạ cảm ơn anh. Chúc mọi người vui vẻ. Dạ, chưa có bằng lái mà mua xe anh chị thấy biết không? Ok luôn. Vậy là chính thức là coi như là bàn giao xe cho chú. Nói chung là chưa có bằng lái thì cũng hơi ngán, nhưng mà có cái là đang học khoảng chừng một tháng nữa thôi là lấy một cái bằng, chạy thì cũng 800-900 cây số rồi, chờ là lấy bằng cái là xong thôi. Giờ vô làm giấy tờ xong cái là em nhờ người trở về. Vậy là quá tuyệt vời rồi anh chị, không có gì vui bằng, cứ buổi sáng là cứ như vậy thôi, công việc mà, chứ khách hàng mà cứ tin yêu đón nhận là những chiếc xe này anh chị thấy rất là nhiều dòng xe để cho con chú anh chị mình lấy về mình đi ha. Khá là nhiều chiếc xe mà phải nói là đi gia đình không chê vào đâu được. Ví dụ như chiếc Mazda này cũng phải nè anh chị nè. Chiếc này thì em cũng có quay lên rồi nè. Nó là một cái dòng Mazda 3. Nó y như cái chiếc đỏ hồi nãy là của ông chú mua đó. Nhìn rất là đẹp anh chị ha. Được sản xuất là năm 2016. Xe này của mấy anh em đang đi luôn, cho nên là hơi bận một chút xíu. Chất lượng xe thì những cái dòng này thì anh chị yên tâm. Với lại cái form dáng ha của những cái dòng xe này thì rất là đẹp. Anh chị nhìn ha. Biển số 51 thành phố Hồ Chí Minh, Mazda 3, form dáng từ phía trước ra phía sau, không chê vào đâu được. Và cái dòng sedan này á, được có cái là rất là rộng. Thêm một cái nữa anh chị, những cái dòng xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu ha, rất là thấp luôn. Nguyên cái dàn ghế anh chị thấy nội thất bên trong, nội thất đen, nguyên cái dàn ghế thấy đã, ghế pin theo xe. Bên trong của xe này anh em cứ lấy chạy đi tới đi lui đi công việc nên nó cũng hơi bận xíu. Anh chị nào lấy là em sẽ coi như là xì ba lại từ trong ra ngoài, nói chung là đánh bát hết tất cả xe xong rồi mới giao. Máy có 1.5 thôi nha anh chị nha, cho nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của những cái dòng này chỉ có rơi vào khoảng là 6-7 lít trên 100 cây, cho nên là đi gia đình cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và giá tiền thì xe này bên em đang bán là 385 triệu, có thương lượng cho anh chị luôn ha, để anh chị lấy. Xe thì trần thì được bọc lên là 5D, có cửa sổ trời đầy đủ luôn anh chị ha. Bây giờ em thử đề mấy cái chiếc này lên coi. Đề nổ Sita Top, chìa khóa mắt cây,
thứ hai là trang bị là hộp số tự động. Những cái xe mà dòng máy 1.5 mà với lại xe xăng anh chị, đề máy lên ngồi bên trong xe cảm giác là không biết là xe này đang nổ máy hay là không nổ ha anh chị ha. Màn hình nghe nhạc giải trí đầy đủ hết. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị ra xem thử cái máy của chiếc này ha. Đó. Có rất là nhiều cái dòng xe để cho anh chị mình lựa chọn để mình đi. Quan trọng là mình thích cái mẫu nào thôi, với thích cái hãng xe nào thôi. Ví dụ như Mazda nè, rồi Kia nè, hoặc Toyota, rất là nhiều hãng. Mình quen cái dòng nào thì mình chơi cái dòng đó. Nhưng mà những cái dòng xe Mazda này á, thương hiệu cũng khá là rất là nổi tiếng. Cho nên là về máy móc, khung gầm thì anh chị yên tâm. Với lại cái độ đẹp của chiếc xe này nữa, đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 23 ha. Máy anh chị ha. Máy móc nổ rất êm, không chê vào đâu được. Rất là gọn gàng. Xe thì tất cả các xe luôn, xe nào cũng vậy. Máy móc gầm bệ thì bên em đã bảo dưỡng hết rồi, thay nhớt mới hoàn toàn. Anh chị chỉ có việc lấy là sử dụng thôi, chứ cũng không có phải làm gì hết. Những cái xe mà đã qua sử dụng như thế này anh chị biết rồi, chủ trước người ta chạy thì đồ chơi hay tất cả mọi thứ ha, là người ta cũng đã lên rồi, ví dụ phim cách nhiệt này kia cũng đã dán rồi. Về chỉ có việc đi thôi. Còn về mình thích mình lên thêm cái gì thì mình lên thôi. Cái form dáng phía đầu xe anh vậy thôi, rất là đẹp. Đây là chiếc Mazda đó, 2016, giá là 385 triệu. Còn nếu mà Kia thì cái chiếc này đó, chiếc này thì em hay đi suốt luôn. Nó tại vì sao anh chị, nó đẹp, đi ra đường phải nói là nhiều người ngắm. Tuy là nó không bằng như những chiếc xe mà tiền tỷ, nhưng mà đối với những chiếc xe như thế này, bước ra đường, khi mà bước xuống xe ha, là bảo đảm anh chị là coi như không chê vào đâu được. Đó, nhìn nó khá là lịch sự và sang trọng. Và cái dòng Kia này á, thì anh chị thấy không? Form dáng à? Không chê. Kia Sorento. Đời thì rất là cao, đời 2018. Và cái bản này là bản cao 2.0 thì nó sẽ có là cửa nóc, nè, ghế chỉnh điện và có hai vị trí nhớ ghế. Bên em đang bán với giá là 435 triệu. Vô cái nội thất bên trong là thôi là anh chị thấy là nó ghiền. Rất là ghiền luôn. Hộp số tự động nè, màn hình nè, cam gie, cam hành trình nè, lại số tay vô lăng nè, đề nổ start top nè. Ghế thì ghế da rin theo xe nè. Và cái dòng mà 2.0 này á, thì nó sẽ có là coi như là sạc không dây. Anh chị cứ chạy xe, anh chị cứ giục cái điện thoại vô đây tự động nó sạc. Không cần phải cắm dây gì lằng nhằng. Và lốc khóa thì theo xe. Ngay điều hòa là hai vùng, auto tự động hết. Còn cái tắp bi tắp cửa thì hơi khỏi chê, miệng bàn luôn anh chị, xe gia đình. Yên tâm về chất lượng. Nước sơn bên ngoài, nước sơn màu đỏ, anh chị nào mà hợp phong thủy màu đỏ thì xe này thì em chạy ra đường rất là nổi. Vậy nào, ngồi rất là thoải mái luôn, rộng rãi, cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Rất là thoải mái và có thêm một cái học gió phía sau trợ lạnh nữa. Này đi 5 người là thoải mái luôn anh chị. Đi 5 người là thoải mái. Và cái dòng xe này á, cũng có thêm một cái nữa là anh chị biết sao? Cách âm cũng rất là tốt. Cách âm thì phải có nói là khá là tốt. Chạy mà trên cao tốc á, em đã từng lấy này chạy 300 cây số rồi. Chạy tốc độ khoảng chừng là 101 là rất là êm. Khung gầm thì rất là chắc. Cái xác xe cũng khá là nặng luôn, cho nên là đi nó rất là lướt. Và cái máy là máy 2.0 nữa, cho nên là chạy khá là mạnh luôn. Bây giờ em sẽ nổ và bật cái máy lên cho anh chị mình coi. Trước tiên thì mình sẽ ra phía sau cái là cho anh chị ngó cảm biến quanh xe. Gie tới đâu là coi như là báo hết. Máy 2.0 Kia Sorento màu đỏ. Mấy cái xe khác thì thường á, những cái dòng Mazda thì máy chỉ có 1.5, hay Toyota Vios cũng máy 1.5, hoặc là Honda cũng máy 1.5. Mà riêng cái xe này á là nó có hai bản, một bản là 1.6 và một bản là 2.0. Cái bản 2.0 này á, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu ha, nó rơi vào khoảng từ 8 cho đến 9 lít trên 100 cây. Tại vì xe này xe nhỏ mà, không phải là những cái xe 7 chỗ, cho nên cũng có khoảng là 8-9 lít thôi. Nhưng mà chạy nha, đạp rất là mạnh, khá là mạnh. Thế là anh chị nghe tiếng máy không? Sướng không? Rất đã luôn. Nói chung là những cái xe mà đời cao với lại giá tiền như thế này á, thì xe thì anh chị yên tâm nha. Máy móc nè, cho đến tất cả luôn, keo chỉ là nguyên zin hết. Xe nào mà máy móc thì bên em sẽ bảo dưỡng hết và bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Để anh chị yên tâm. Bây giờ sẽ bật cái dàn đèn lên cho anh chị mình cùng xem. Dòng này thì sẽ có là xi nhan gương, gập gương đầy đủ hết. Đèn, anh chị thấy không? Nó sử dụng là đèn bi nè.
đèn LED nè, đèn gầm nè. Em chỉ ghiền cái nhất là cái mặt ga lăng phía trước nè, khá là ok, nhìn khá là bắt mắt luôn. Đây, mời anh chị ra phía sau, đèn phía sau. Nhìn cái dãy đèn phía sau anh chị không? Rất là ấn tượng luôn. Đó, anh chị nào mà đang cần ha, đang tìm một cái xe về đi gia đình. Những cái dòng xe này là chuyên đi gia đình thôi. Cần một chiếc xe về đi làm ăn, đi gia đình hoặc là đi công việc cho thuận lợi thì hãy nhấc máy alo ha, để chọn trong một trong hai. Cái dòng xe mà sedan á thì bên em rất là nhiều dòng. Toyota, Hyundai và coi như là Mazda hoặc là Kia. Những cái dòng xe ví dụ như là giá tiền lanh quanh 8-90 hoặc là 200 triệu hoặc là 300-400 triệu đều có đủ cho anh chị mình lựa chọn ha. Anh chị nào mà cứ đang cần xe trong cái dịp này thì hãy nhấc máy alo liền cho em. Thôi, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.